Nhà bánh cua cải ấy chứ. Bánh cua cải nè. Bánh đúc mặn. Quá trời bánh luôn. Cái bánh gì gái? Dạ này bánh thơm mì sợi anh. Thơm mì sợi luôn. Thì bánh bột lọc này cả nhà. Dạ. Bánh chuối. Ủa bánh gì gái? Bánh bánh gì? Bánh su xe. Bánh su xe à? Bánh cua cải chú, bánh cua cải. Bánh ướt cua cải à? Ly rau đầy đủ ha. Gì nó nhiêu chứ? 25.000 một phần. Dạ Thái xin chào cả nhà. Hiện tại Thái đứng ở đây là ngày hội bánh nhân gian Nam Bộ thành phố Cà Mau lần thứ tư ha cả nhà. Thời gian diễn ra từ ngày 26 tây tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 2024 cả nhà ơi. Hôm nay cảm nhận của Thái luôn là bà con mình đi cực kỳ đông luôn. Đây là cái cổng trước thôi cả nhà, bà con mình đứng chụp hình ha. Còn phía bên trong nó còn 9 người nữa. Đây là khu vực phía bên ngoài cả nhà. Để vào bên trong thông âm nhằm cùng Thái ha, xem bà con mình bài biện cũng như là buôn bán như thế nào cả nhà. Nhìn rất đẹp ha. Còn đây là cái biểu tượng con tôm rồi cả nhà. Vừa rồi thì ở Cà Mau có tổ chức cái chương trình là Festival Tôm Cà Mau hết cả nhà. Nên cái biểu tượng con tôm ta vẫn còn để đây luôn ha. Còn đây là khu vực để mà bà con mình check in chụp hình ha. Thái xin nói thêm, hôm nay là ngày lễ thứ hai của ngày lễ 30 tháng 4 ở cả nhà. Nên bà con mình hôm nay là đi cực kỳ đông luôn. Đây cái phía bên trong là phía này nè cả nhà, thấy ưng ý nhất là đa phần bà con mình là chụp hình nhiều nhất luôn. Trang trí rất đẹp luôn á cả nhà. Đây rất đông bà con mình đi nè ha. Cái phần dù á, mấy cây dù này là cả nhà, năm nay Cà Mau trang trí rất đẹp luôn, rất là nhiều màu sắc luôn ha. Đây rất là nhiều luôn, rất đẹp. Đi khá đông bà con mình check in ha, chụp làm kỷ niệm. Rồi, vào bên trong thông vòng dầm cùng Thái ha, xem hôm nay diễn ra như thế nào ở cả nhà. Còn đây là khu vực chính diễn ra ngày hội bánh nhân gian Nam Bộ của Cà Mau ha cả nhà. Nó có 3 cái gian ha. Một là cái bánh nhân gian này, còn bên đó là cái sản phẩm OCOT. Còn khu vực phía bên đây là ẩm thực vùng miền ha cả nhà. Có 3 cái ha. Bà con mình đi tham quan khá đông luôn. Đây, cùng Thái thông quan từng gian hàng của bà con mình đang trưng bày ha cả nhà. Bánh bao ngọt nè cả nhà,
Cái này là phi lão á ha. Đây. Nhà làm luôn hả? Cái 17 ngàn là nhìn lạ không? Bánh bông nhìn thật nè cả nhà. Chế cái này là gì chế? Chân gà gì? Sốt thái hả? Làm em mặn đấy chị. Nhìn rất ngon ha. Nhìn bánh chuối nè, bánh da lợn, bánh bò. Cái này như bánh đúc không em? Thì đặc sản của miền Tây không á cả nhà. Dầu cái thật quá. Chế ơi làm em đi nước này chế. Lại đi cho em đi xe chạy nào. Còn cái này bán sao? Chị 75 nghìn đi. Chế. Này bánh cua cải ấy chế. Bánh cua cải nè. Bánh đúc mặn. Quá trời bánh luôn. Quá trời bánh luôn cả nhà. Đó bánh ba chỉ á. Ba chỉ. Chào cô. Bánh gì cô? Bánh xèo hả cô? 35 ngàn một cái nè cả nhà. Còn đây bánh khọt này ha. Bánh trứng chiên. Bánh gì cô? Trứng chiên. Trứng chiên. Bánh trứng tốt không? Dạ. Giá 20 ngàn. Mấy cái cô? 2 ngàn mấy cái cô? 8 cái. 8 cái 20 ngàn. Nhìn rất là thơm ha. Trứng mình chiên rồi bỏ xúc xích rồi vô hành rồi vô. Dạ. Nghe gỏi cuốn nha, đây là nước. Quầy của cô là bánh dân gian phường 2 nha cả nhà. Đây người dân mình đi tham quan ha. Đây gian hàng xã Lý Văn Lâm. Bánh bột lọc, củ cải, bánh gầu mơ, đầy đủ hết trơn ha. Bánh bao chỉ, bánh nít trần. Bánh
Thì bánh gì vậy con? Hả? À, bánh cao cao nhân đậu xanh hả? Đây, rất nhiều loại bánh ha. Thì hôm nay là bà con mình đi tham quan này cả nhà, để ghé ăn ha. Khách thì cứ vô tấp nập như cả nhà, ăn xong rồi đi rồi khách tới vậy đó. Đây là bánh xèo, yeah. Đây là gian hàng bánh gian bảo tàng tỉnh Cà Mau ha. Con cá này nhiêu chứ? Cá nhiêu tiền á? 40.000. Còn đây là bánh khọt nè. Đây rau đầy đủ ha. Gì nó nhiêu chứ? 25.000 một phần. Thì bà con mình giờ đổ xô khá đông rồi đó cả nhà. Chào cô. Bánh bò, bánh củ cải. Này, bánh gì gái? Dạ, này bánh thơm mì xài hả? Thơm mì xài đúng không? Này, bánh bột lọc này cả nhà. Dạ. Bánh chuối. Ủa, bánh gì gái? Bánh bánh gì? Bánh su xe. Bánh su xe hả? Bánh củ cải chú, bánh củ cải, bánh củ cải. Đó cái nhiều gái? Dạ, ba cái 20. Nhìn nó ngon ha. Bà con mình đi ra vào tốt nọt ha cả nhà. Còn đây là bánh canh ha, bánh lọt. Để giá hết cả nhà 30.000 nè. Đầy đủ hết ha. Này bánh tét, bánh xèo, chân gà sẽ tắt nè. Chuối chiên. Này bánh khọt nè, nhìn rất ngon luôn. Gỏi cuốn, bánh xèo, bánh hỏi, nem nướng, đầy đủ hết ha. Đây là bà con mình đi nè ha, tham quan rồi người ta ghé nó ăn nè cả nhà. Này bánh gì chị? Bánh chân nướng hồng đào. Hồng đào hả? Bánh chân nướng hồng đào cả nhà. Khu vực bánh đậu xanh trái cây này cả nhà. Chào em.
Quá trời ngon ha. Này làm cái kiểu này là làm bằng gì ta? Ở trong là bánh đậu xanh, ở ngoài là bột rau câu anh trai. À, rau câu ngoài, rau câu ở trong đậu xanh. Nhìn thấy lạ quá. Nhìn rất là đẹp luôn, bắt mắt luôn ha. Cảm ơn em nha. Này dắt đông bà con mình đi ha. Đây, thông qua một vòng cái cùng Thái ha. À, qua đây cả nhà, qua đây cái bánh bông lan nướng thì người ta đang làm luôn nè. Ba chục ngàn một phần. Có ăn cái đó bánh gì vậy anh? Bánh bạch tuộc hả? À? Ngon ha. Năm nay Cà Mau làm lớn hơn năm rồi cả nhà ơi, nhìn gian hàng nhiều hơn. Nhà bánh lá nè, bánh chuối, bánh dừa lợn, bánh bột lọc đầy đủ hết ha, bánh dưa cải luôn. Ủa nó đâu mất tiêu rồi, nó lít chờ. Nó giống như hàng quầy nãy. Ồ, chế là bánh gì vậy chế? Bánh bao chỉ. Bánh bao chỉ hả? Này bánh đúc nè. Bánh chuối, bánh bao chỉ. Bánh này bánh gì chế? Bánh cơm dẹp. Cơm dẹp. Đây, cái này mới lạ nè cả nhà. Đặc sản miền Tây luôn nè. Hai con. Đây, tiếp tục thông qua cả nhà. Này bánh ngũ cốc. Em phải chết trước mặt luôn rồi, còn để cái này lên kia nữa. Em mời anh. Thôi đó bánh gì anh? Ngũ cốc hả? Dạ không, cái này là một thanh đi thì 30.000. Chứ thanh này là không có cân, là quấn bằng khuôn đó chị. Dạ. Lấy hai thanh đi, em bớt cho chị 10.000. Nói bằng khuôn nữa ra vậy luôn hả anh? Dạ đúng rồi anh, có khuôn quấn nè. À. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Em mời chị dùng thử. Này là bánh ngũ cốc, chai mặn dùng được, không trứng, không dầu mỡ. Thôi bánh này lạ quá. Ủa anh, cái bánh này bánh gì vậy anh? Bánh gì vậy? Bánh này anh. À. Bánh cá anh. Bánh cá. Rồi cái này. Đó là phải tay lóc sấy. À, phải lóc sấy hả? À? Phải tay mà lóc sấy nữa, cái nhà làm rất là đẹp ha. À, bánh tổ ong nữa. Tổ ong nữa. À, càng ngày bà con mình đổ xô khá là đông hơn cả nhà. Đa phần luôn thì bánh dân gian thì bà con mình mua nhiều.
Đây bà con mình đi ghé ăn này ha. Bánh bò, bánh bút, bánh lá, tô cải đầy đủ hết ha. Bánh bông lan nữa cả nhà. Thì bánh ngũ cốc ha anh, bánh ngũ cốc rồi. Ủa trong đó là nó sao ta, nó đi ra gì được điều gì ta? Bỏ bột vô máy nó tạo hết. Tự tạo lên hả? Tự máy nó tạo đi. Tôi nhìn ngon quá, thơm quá. Nên mình làm bằng bột không đó sao ta? Đúng rồi. Chai mặn đều dùng được hết. Nhìn ngon luôn này, nhìn bằng máy nữa cả nhà. Bột nè. Ủa anh cái này là gì anh? Bột lúa mì. Bột lúa mì hả? Mình rất là ngon luôn cả nhà. Đổ qua cái máy này để ra cái bánh vậy đó. Chào anh. Còn khu vực phía sau này là bán những cái đồ mà giống như hội chợ cả nhà. À, bình thường thôi, giống như tất cả hội chợ khác thôi. Mình qua bên đây đi, thông qua bên đây cái dùng ẩm thực vùng miền nè, nhìn nó ngon hơn. Còn cái này phải lạ quá. À, cô đi Phan Rang. Nhạc đều tươi. Quay tặng máy luôn gì anh? Đều hoặc trên luôn à, đúng rồi. Hàng này là hàng mình đang tại chỗ à, đúng rồi. Đó là mẹ cuối cùng luôn rồi nha. Này quá đắt. Đây là hạt kinh niên ở đây à? Cái chén chánh là hạt kinh niên à? Còn đây là hạt kinh niên. Đi đâu có trái? Hạt kinh niên thì biết rồi. Cái này rồi nha quý vị ơi.
Rồi cả nhà được thưởng thức miễn phí nha, chủ yếu em mời mọi người ăn thôi nha, chứ bán gì tầm này, lời lỗ gì tầm này nữa bà con ơi. Mọi người được ăn miễn phí nha. Công ty em tài trợ 200kg dùng thử tại cái hội chợ này nè, mọi người cứ ăn tay ra cho em. Nhìn ngon. Mỗi người chỉ được 200 luôn. Đây là ga. Hết hàng rồi. Quá trình về là vô tình mình để mình quên á. Quý vị để quên mà không chịu giúp lại mỗi cái đồ mới sống. Đây là cái số không có được không? Đây là mẻ cơ nia vừa ra lò sáng hơn. Này nó có chắc muối không ta? Cái này em đang muối mà. Đang muối. Rồi mọi người bạn có nói là béo quá ba lại nha. Hết hàng rồi. Mai hẹn mai gặp lại. Rồi bà con ơi, vô đây em mời điều ra tại chỗ nè. Quý vị đi ăn điều rồi, điều này điều Bình Phước mang ngay ra đây luôn quý vị ơi. Miễn phí tại quầy nha. Nhìn rất là lạ hả cả nhà. Anh quay đang ngồi trên ư? Dạ đang ngồi anh á, em đang ngồi anh. Dạ, cái đi này ăn tốt tóc, da, xương. Về hỏi bác sĩ có đúng không? Tóc, da và xương, ba loại này. À, còn đây là khu vực ẩm thực vùng miền ha cả nhà. Khu vực này là hầu như đa phần là bà con mình đi là nhiều nhất ha. Đây khu vực ăn uống. Rồi vào bên trong tham quan nhằm cùng thấy ha. Ủa này món gì vậy anh? Gỏi Thái anh Giang. Gỏi Thái hả? Nhìn rất là ngon luôn ha. Cái phần như là nhiêu anh? 60 à. 60.000. Cái này là bát khía hả? Còn cái này là gỏi. Gỏi đầy đủ. Ba khía là một cái nhà này rất là nhiều luôn. Này chân gà tắc. Dạ. Đây là mực này ha. Rất nhiều đồ ăn luôn, cái nhà cái này đồ ăn là hội tàu như là nó giống như là của Thái Lan vậy đó. Còn khu vực này bán đồ giày dép, nước hoa, bánh kẹo không ở cả nhà. Này giống như một cái hội chợ vậy đó. Đây giống như cái một hội chợ bình thường nữa ha. Ê,
Rồi tới đây Thái xin kết thúc video ha. Chúc cho cả nhà có một ngày lễ một ngày nghỉ lễ là hạnh phúc bên những người thân yêu của mình ha. Rồi Thái xin chào tạm biệt mọi người ạ.